chương trình thời sự của VTV3 xin kính chào quý khách. Hôm nay trên địa bàn Việt Nam tại múi giờ GMT cộng 7 đã diễn ra một sự kiện quan trọng thu hút hàng triệu người trên toàn thế giới. Sau đây là một số thông tin về lễ thành hôn của Bảo Châu và Hoàng Nhi. Kính thưa quan viên hai họ, qua một thời gian dài ơi là dài, dân trài và bủa lưới, rình đập thậm chí là đe dọa. Đến nay, được sự đồng ý của hai gia đình, chính quyền địa phương buộc phải chấp nhận ngày hôm nay chấm dứt sự ế ẩm của hai bạn Bảo Châu và Hoàng Nhi. Hai bạn đã chính thức nên duyên vợ chồng. Xin chào. Nhận được thiệp mời của hai em về lễ cưới, nhưng không thể sang được vì đang bận công việc. Thông qua mạng kết nối toàn cầu của Microsoft, xin gửi đến quan viên hai họ lời chúc sức khỏe, chúc cho hai họ có dâu hiền và dễ thảo. Chúc quý vị quan khách có buổi tiệc thật vui và thắm tình đoàn kết. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Tình yêu luôn thanh hoa theo năm tháng. Thank you. Hey, chào các bạn. Hôm nay nhân ngày cưới của Châu và Nhi, tôi có món quà gửi tặng các bạn nha. Anh hai ồ à. Phỏng vấn chứ cái gì mà phỏng vấn chứ hả? Hồi trước tôi cũng thương thầm trộm nhớ em Nhi, nhưng thằng Châu nó hút tay trang. Nhưng thôi, giận thì giận mà thương thì thương. Ngậm nước mát mà chúc hai bọn trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị quan khách cùng quan viên hai họ kính mến, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động trước sự hiện diện đông đủ quý quan khách không ngại mưa gió bão bùng chèo ghe chống gậy đến đây để dự buổi tiệc cưới của con em chúng tôi. Công lao đó chúng tôi nguyện khắc cốt ghi tâm và không bao giờ quên ơn quý khách. Và bây giờ nhân vật chính trong ngày cưới hôm nay không ai khác hơn, đó là cô dâu và chú rể. Mời quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón cô dâu và chú rể. Thành 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 thành.